Hai, xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh, tên là CT. Và hôm nay là ngày 24 tháng 2. Thì hôm nay con xin lên và giới thiệu, giao lưu với tất cả cô chú anh chị, đó là một cái cặp đinh sam hạt gạo ha. Thì cặp này thì cây rất là ok nha cô chú anh chị, cây rất là già. Đó. Gốc này cô chú anh chị, gốc thì bự hơn ngón tay cái nha, nhưng mà cây này rất là già nha cô chú anh chị. Bự cỡ ngón trỏ cái á. Cây rất là già luôn, cây này cũng vậy. Bự cỡ ngón trỏ cái luôn. Đó. Cây bự cỡ ngón trỏ cái ha, chi đàn đó nè. Cô chú anh chị coi, rất đẹp. Cây lá rất là nhỏ luôn nha cô chú. Lá rất đẹp và rất nhỏ. Này. Đó. Như trên màn hình cô chú anh chị có thể thấy đây là một cặp ha. Và nhìn ngang ngang cây nè. Cặp này là mã số 2C. 2C có giá là 400.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, thì cô chú anh chị coi cây nha. Cây rất đẹp. Ừ. 2C. Đó. Nhìn từ trên xuống nha. Quá đẹp luôn nha cô chú. Này, nhìn từ trên cây này xuống trước đi. Cây rất là xanh tươi và đẹp. Rồi, nhìn ngang ngang nha, con quay một vòng nha. Nhánh này bị tét tí xíu nữa con cắt bỏ nha cô chú. Đó. Một cặp linh sam hạt gạo này con xin giao lưu giá 405.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, mã số 2C. Rồi cô chú anh chị yêu thích cặp này thì liên hệ con qua số điện thoại là 0387849762 gặp mặt nha. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem. Xin mến chào tất cả cô chú anh chị ạ. Linh sam hạt gạo.